dưỡng môi Lanay đang là dòng kem dưỡng môi cực kỳ hot trong những năm qua. Đây là loại dưỡng môi được nhiều chị em tin dùng vì nó mang lại một đôi môi căng mịn, mềm mướt và cùng vì dưỡng môi Lanay bán rất chạy nên hàng giả cũng đã xuất hiện nhiều trên thị trường rồi. Trong video này thì shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ chỉ cho bạn biết cách phân biệt dưỡng môi Lanay thật và giả khác nhau như thế nào nhé. Nếu bạn không có trên tay cả hàng thật và giả thì khó mà phân biệt được đâu là hàng thật đâu là hàng giả vì chúng quá giống nhau. Sau đây là những điểm khác nhau mà bạn có thể nhận biết được. Đầu tiên là bạn có thể thấy được sự khác nhau giữa chữ in bên hông hộp kem. Chữ của hàng thật bên trái được in nét chữ mỏng hơn và rõ ràng sắc nét hơn. Sau khi đó bên tay phải là hàng giả, chữ được in đậm hơn nhiều và chữ hơi bị lem, không được sắc nét giống như bên hàng thật. À, ở mặt sau này cũng vậy, hàng thật bên tay trái, chữ in thanh nét và đẹp rõ ràng, còn chữ của hàng giả bên phải thì chữ in đậm nét và bị nhòe nữa. Bên dưới đáy hộp dưỡng mùa lanay, chữ in ngày tháng sản xuất và hạn sử dụng cũng khác nhau nhiều. Những đặc điểm này khó phân biệt nếu như bạn không có hai hộp kem thật và giả trên tay, nên nếu khi mua hàng thì bạn có thể để ý sự khác nhau, chất kem bên trong mà mình sẽ nói ngay sau đây. Hãy để ý màu sắc kem, của hàng thật bên trái có màu hồng nhạt hơn, còn của hàng giả bên phải thì nó có màu hồng đậm hơn nhiều, sự khác nhau này cũng khó nhận biết nếu bạn không để ý. Khi mua hàng đặc điểm bạn có thể dễ nhận thấy nhất là bề mặt kem, trên bề mặt của hàng thật bên trái thì láng mịn không thấy xuất hiện tí gợn nào, còn hàng giả bên phải, bạn sẽ thấy bề mặt không được láng mịn, có nhiều bọt khí trên bề mặt. Có thể xem lại sự khác nhau giữa những hàng thật bên trái và những hàng giả bên phải, hãy để ý màu của chất kem và bề mặt láng mịn của chúng nhé. Và thông thường thì hàng giả giá rẻ hơn nhiều so với hàng thật, nhưng mà có nơi thì giá vẫn cao, nên khi mua bạn nên mua ở những shop uy tín nhé.